Hôm nay trời nóng, anh có mua trà sữa cho em. Trời sắp mưa đến nơi rồi mà kêu là nóng. Anh còn mua cả bánh tráng trộn nữa, toàn những món em thích thôi. Em nhận đi mà. Mong em đừng từ chối anh. Nhưng mà... Hy vọng mình sẽ gặp lại nhau. Bây giờ anh có việc anh phải đi. Hẹn gặp lại em thứ bảy. Nhưng mà... Hẹn gặp lại em. Hạnh à, chắc em không biết, anh đã thầm thích em từ rất lâu rồi. Khi chúng ta bắt đầu học thêm ở lớp tiếng Anh ấy, em có thể làm bạn gái anh không? Hy vọng thứ bảy em sẽ đến quán cà phê Cát Bụi để gặp anh. Anh ơi! Hạnh! Thực ra là... Em thích anh, cũng như anh thích em. Em không phải nói gì cả, anh không ngồi xuống đây. Bỏ em ra! Không ngồi xuống bỏ đây! Em ngồi xuống đây! À, không, anh xin lỗi anh! Sao mày đánh tao? Đây là người yêu tao! Hôm nào rảnh thì sắp xếp qua bên anh chơi cho biết phòng nhá. Bà em chắc chắn là có tí tình yêu rồi. Mày như ma só ấy. Tao ở cùng mày bao nhiêu lâu nay biết mày có người yêu đâu. Cũng mới được mấy tháng thôi. Căn bản là tao cũng muốn để cho chắc chắn một tí thì mới đưa về giới thiệu với anh em. Mấy hôm nữa thôi, tao sẽ làm một bữa ra mắt được chưa? Đấy, nó là cái đấy. Rồi, tao đi tắm đây. Mày vừa mới đi bóng về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia. Tắm bây giờ là cảm đấy. Tao khỏe như trâu ấy, không phải lo. Làm vài gáo nước cho nó mát. Mà này, tắm nhanh cái gói cơm nhá. Hôm nay là có đậu rán, tất cả thịt sốt cà chua. Alo bố ạ. À? Tiền bố gửi, con đã mua máy tính rồi. Đẹp lắm, xịn lắm bố ạ. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe bố nhé. Con chào bố. Nhanh lên, ngồi ăn cơm đi. Đại! Đại ơi! Đại! Làm sao ơi Đại? Đừng làm tao sợ, Đại! Tôi chết rồi. Alo, Lâm à? Này, còn tiền không? Cho tao mượn để tao đưa thằng Đại đi viện. Nó bị cảm. Đi làm thế nào bây giờ? Bây giờ nhá, mày đến phòng trọ của tao, lấy cái máy tính tao mới mua, mang đi cắm luôn. Cái việc chuộc tính sau. Cố lên Đại ơi, cố lên. Cố lên Đại ơi. Mày là thằng vô liêm sỉ, đến người yêu của bạn mày cũng không tha. Chỗ này. Anh ơi, anh đừng đánh nhau nữa anh ơi. Để nghe tao giải thích đã. Cấm không? Mày là loại băng ơn bội nghĩa. Nếu bị trước thế này thì ngày hôm đấy tao đã mặc sát mày rồi. Nghe cho kỹ đây. Từ nay trở đi tao với mày không bận tay gì cả. Anh vừa xả qua người. Nóng quá em ạ. Đây là cái gì? Sao anh nói với em là anh không bị sao cả mà ở đây lại chẩn đoán là ung thư? Bác sĩ viết nhầm đấy mà. Anh nghĩ em là con ngốc à? Tại sao anh lại giấu em? Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh định bỏ rơi mẹ con em à? Anh đừng như thế. Em đã chữa bệnh cùng với anh mà. Anh bị ung thư. Ung thư đấy em ạ. Ung thư thì làm sao đây? Người ung thư người ta vẫn khỏi cơ mà. Tỷ lệ chữa thành công bệnh này rất thấp. Hơn nữa chi phí chữa bệnh lại rất cao. Anh không muốn nhà mình đổ hết tiền bạc vào để chữa bệnh cho anh mà chả biết có khỏi không. Rồi hai mẹ con sống thế nào? Không cần anh phải nghĩ nhiều như thế đâu. Em nghĩ rồi. Em sẽ bán căn nhà này để chữa bệnh cho anh. Không được. Căn nhà này là tài sản vợ chồng mình góp bao nhiêu năm mới có được. Bán đi rồi thì hai mẹ con ở đâu? Nhưng mà anh mới là tài sản lớn nhất của mẹ con em. Anh nghĩ đi, nếu như mà anh không còn nữa thì mẹ con em giống như thế nào ạ? Nhà của mình là đất nhảy dù, không có sổ. Có bán đi thì chắc là giá cũng rất rẻ. Số tiền đấy chả biết có đủ chữa bệnh cho anh không. Thôi anh đừng nghĩ những cái chuyện xa xôi như
như thế. Bây giờ em cần anh là phải giữ vững tinh thần, đừng nghĩ đến chuyện tiền nong nữa. Chỉ cần nhà mình lúc nào cũng ở bên cạnh nhau ấy, thì chuyện gì cũng vượt qua được mà anh. Đừng bỏ mẹ con em. Như em đã trao đổi qua với chị hôm trước thì em cần tìm một mảnh đất phù hợp với em. Tiền nong đối với em thì không thành vấn đề chị ạ. Quan trọng là cái mảnh đất này nó có phù hợp phong thủy với em hay không. Thầy ơi, thế nào vậy ạ? Đây nhá, đây này, mảnh đất này hợp với tuổi của cô lắm đấy. Ôi, thế ạ? Có lộc đấy, cả lộc con nữa đấy. Ôi, chốt luôn đi. Vâng, vâng, vâng. Để tôi ra ngoài sân, tôi xem kỹ lắm nhá. Vâng, vâng, thầy ra ngoài con ạ. Ôi, tốt quá. Chị ơi đấy, như thầy đã nói, thế thì em quyết định là chốt luôn. Bây giờ thì với giá thị trường thì mảnh đất này không sổ cũng khoảng 500 đến 700 triệu thôi. Nhưng mà em mạnh dạn, giả nhà mình 1 tỷ năm chị ạ. Một tỷ năm ạ? Dạ. Coi như là gia lộc để có con ạ. Dạ vâng vâng, nhà tôi đồng ý bán luôn ạ. Thế thì lát nữa em sẽ chuyển cọc trước cho chị. Xem có gì mai chị em mình ký kết với nhau nhé. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vậy, cảm ơn cô chị. Anh thấy chưa? Bác sĩ nói là ấy, bệnh của anh chắc chắn là sẽ chữa khỏi. Chỉ cần là anh giữ vững tinh thần, phối hợp điều trị là kiểu gì cũng sẽ vượt qua. Và cũng rất may mắn, vợ chồng mình gặp được người tốt bụng. Cô ấy mua nhà mình giá cao, nên là anh vừa có tiền chữa bệnh mà vợ chồng mình lại có tiền mua cái nhà giá rẻ, còn có chỗ chui ra chui vào. Cô ấy đúng là quý nhân của vợ chồng mình. À hay là bây giờ mình qua thăm cô ấy xem là đã bầu bí gì chưa. Dù sao cũng tiện đường, vợ chồng mình đi. Em cho thợ tu sửa lại toàn bộ căn nhà, sửa nó thành thư viện miễn phí cho sinh viên. Vâng, em biết rồi ạ. Cái chuyện thuê thầy địa lý đi xếp phong thủy ấy, hành họ không nghi ngờ gì không? Sếp cứ yên tâm, mà khả năng diễn của em đỉnh cao thế cơ mà. Anh chị ạ. Đại. Hóa ra đây là chồng cô à? Hay là bây giờ có tiền rồi, quay lại đây bố thí cho vợ chồng tôi, định trả thù đúng không? Anh Hưng, anh Đại cũng chỉ vì biết vợ chồng anh gặp khó khăn và biết anh đang bị bệnh, cho nên muốn giúp đỡ anh chị thôi ạ. Anh là bạn tốt của anh ấy, và hơn nữa anh đã từng cứu sống anh Đại ạ. Thôi Mai, em đi về công ty trước đi. Đi đi. Anh chào sếp ạ. Chào anh chị ạ. Hưng ơi, em ra ngoài chờ anh. Thật ra tôi vẫn nợ hai người một lời xin lỗi. Bao nhiêu năm qua tôi đã không dám gặp hai người. Một người thì là bạn thân nhất của tôi, còn một người, chuyện tôi thích Hạnh là thật. Thế nhưng tôi không hề biết Hạnh đã có người yêu. Mà điều quan trọng nhất là Hạnh lại là người yêu của ông. Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy Hạnh ở phòng trọ của chúng mình. Tôi cứ nghĩ là Hạnh cũng thích tôi y như tôi thích cô ấy vậy. Và đến phòng trọ để gặp tôi. Lúc đấy tôi có chút hơi men trong người, thế nên không làm chủ được cảm xúc. Ngay cả việc mua căn nhà này, tôi mua không phải là để bố thí hay là để trả thù ông, mà bởi vì là tôi muốn giúp đỡ người bạn thân nhất của tôi. Người bạn đã từng cứu tôi, giúp tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và ông. Đại, tôi xin lỗi. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu hoàn toàn mọi việc. Cảm ơn ông. Một người bạn, bạn tốt.